Mật Thư. Mật Thư. Dạ rồi, cảm ơn anh. Mật Thư. Lựa chọn kép. Chùa Lôi Âm nằm trên núi Lôi Âm thuộc thành phố Hạ Long, được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Đường lên chùa khá khó khăn nên việc vận chuyển vật liệu xây dựng vô cùng hạn chế. Vì vậy, mỗi du khách khi đến đây thường mang theo hai viên gạch, góp ít thành nhiều để trùng tu chùa. Dựa trên điều đó, cuộc đua kỳ thú đã đưa ra lựa chọn kép, cứng, mang gạch hoặc mềm, mang đậu hũ lên chùa. Nhiệm vụ lựa chọn kép ở chùa Lôi Âm Thượng vừa đóng góp một phần nhỏ cho chùa, vừa giúp các đội chơi có cơ hội trải nghiệm nét đẹp của văn hóa địa phương. Để thực hiện nhiệm vụ lựa chọn kép, 9 đội chơi phải sử dụng thuyền do chương trình cung cấp để di chuyển từ cồn cát giữa hồ sang bến đò chùa Lôi Âm Thượng và đi bộ 5km đến điểm đánh dấu của chương trình để thực hiện nhiệm vụ. Lựa chọn kép sẽ có 2 thử thách. Nếu chọn cứng, đội chơi sẽ phải vận chuyển 10 viên gạch. Nếu chọn mềm, đội chơi sẽ vận chuyển số lượng đậu hũ theo quy định lên chùa Lôi Âm Thượng. Hoàn thành thử thách, đội chơi sẽ nhận một thư để đi tiếp. Lưu ý, mỗi đội chơi có 250.000 tiền di chuyển cho chặng đua ngày hôm nay. Đội nâu xin chọn kép là cứng. Đội xanh dương lựa chọn kép là cứng. Đội hồng chọn cứng. Merci beaucoup. Đó đỡ mệt rất là to và cũng giữ sức cho hai người nữa, thế là thì là chia ra chia là mỗi người chèo một bên, một cái chèo và cũng xác định cái phương hướng luôn, là ví dụ như là cái điểm đến là trước mặt và gió và chiều nước nhìn thấy rồi, nên cố gắng làm sao chèo chéo lên một góc. Lý thuyết này rất là hay nhưng mà thực hành thì lại khó. Thì nó sẽ lại đẩy gió đây này. Anh thấy là nó cứ thổi ra kia. Đây là lần đầu tiên mà đội Hồng được chèo thuyền nên là không biết cách để cho gió nó tạt qua một bên, nên là phải đi đúng một vòng như thế này. Chưa. Kiên lái máy bay cũng lắm không? Khi mà mình xuống dưới và mình thử cái thuyền đó thì cái thuyền nó xoay đi mấy vòng á. Thì trong cái khoảng thời gian xoay đi mấy vòng thì mình cũng tính được cái hướng đi như thế nào. Mật Thư. Mình lấy cái cứng ạ. Đậu phụ nha. Đậu phụ nha. Đậu của em chọn mềm ạ. Chúng ta lựa 15 viên đậu phụ. Được, em sẽ lựa chọn mềm. Trái thì là nó gây khó khăn cho các đội. Cú sót. Thì các đội kia là cứ phải đi vòng cái đã, xong rồi mình đến địa điểm người ta mới đi thẳng đến bờ được. Rồi Huy cho nghĩ ra ok, bây giờ mình đẩy cái thuyền, vì là cái đó nó không bị pháp luật, đẩy cái thuyền thẳng ra để đi thẳng đến bờ luôn. Cố lên Tròn, cố lên Tròn, cố lên Tròn, cố lên Tròn. Đừng chèo bên đây nữa anh, chèo bên này nó cho nó vào bên phải này.
giữ thuyền lại. Vậy? Giữ thuyền anh lại. Vậy? Sao không? Giữ thuyền lại. Chờ quá, chờ quá, chờ quá. Cái tên ST chắc là cái tên sẽ té đó mọi người. Trong chương trình này là sẽ té nha. Hết vào đây. Cho các đội phát còn vào nữa. Lên chùa bé một cành sen, lên chùa bé một cành sen. Ôi, mình cứ tưởng là đến Hạ Long sẽ được đi biển các bạn ạ. Sẽ được đi tắm biển, đi chơi những cái trò ngồi biển. Cuối cùng bây lại giờ... là không thoát khỏi núi rừng. Khi mà đội đen đã đưa thuyền ra giữa dòng và chuẩn bị đi thẳng tầm gần một nửa đường nữa là tới, thì bắt đầu gió rất là mạnh. Mà nó cứ quay vòng vòng. Lúc nãy em sao nhỉ? Em đá làm sao? Đội hen cũng đang bị đẩy ra xa kìa. Nhưng mà nó sẽ xoay vòng, bởi vì nó không đều. Đấy, hai chị em đã không có kỹ năng để chèo thuyền rồi, xong lại bị gió cuốn theo đi rất xa, đi qua mấy quả đồi. Không có lớn. Có lên, có lên, có lên. Khi nào mỏi thì hai cứ đổ lên. Nghe nói rằng là từ đây lên đấy mất còn một tiếng nữa thôi. Nên là cố gắng thôi. 200 mét đầu tiên đi bộ bị đuối. Taxi của tôi đâu? Đây, anh taxi. Là taxi đây. Sẽ có chỗ lấy gạch chứ nãy giờ mình không có dấu hiệu, có nghĩa là không có. Em mà thấy dấu hiệu có cờ em báo chị ngay. Ok. Cố lên. Cột dây vào, cột dây vào. Dây đây, dây đây. Bây giờ xác định là muốn vô đây hay vô đằng kia. Vào kia đi đến cô nè. Vậy thì chào trái. Lên đây, lên đây, được rồi, lên đây. Có nào mình đi nhầm đường không ta? Vừa rồi trước khi lên không quý quá không hỏi đường người dân. Thực sự đi là muốn học hơi luôn. Cái đường nó dài mà nó dốc gì đâu luôn. Mấy lúc mà lên dốc tưởng là bọn em bị lạc đường nữa cơ. Tại vì cứ đi mãi đi mãi đi mãi. Trên kia cắt đuôi được rồi. Kéo hai cây que chống đi. Chỗ làm đầu phố có khách rất đi xa không hả anh? Xa hả? Anh ơi anh cho em bọn em đi nhờ lên đụng ạ. Muốn không? 1/2 đường. Một anh bằng 1/3. Hai mình đã đeo là 2/3 rồi. Rồi. Hai cúp đầu tiên thật vô lực. Đúng rồi, nó dụng khác chương trình pháp rồi. Có một cái đội song song là đội xanh. Đội xanh dương là cũng chọn là cứng. Thì dĩ nhiên là mình sẽ chọn một cách an toàn nhất. Sẽ làm cứng để mà cả hai cái đội cùng đi lên cùng với nhau. Thì cái xác suất nó xảy ra sai thì nó sẽ không nhiều. Nặng lấy 20 viên gạch rồi. 6 viên thôi mà. Cứ lên 6 viên. Lật nhìn lại, lật nhìn lại. Xong rồi gói quà, gói quà. Đây, 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 để thở xuống. Rồi, đi. 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 Từ từ đã, từ từ đã nha.
gì nha. Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Nhìn này. Được, được, để chị làm cách gì em cứ làm quen xong chưa, quen xong chưa? Xong rồi. Rồi, ok. Thế sao chị không làm cái chắc như này? Nè. Nào nhấc lên cho nào. Không sao. Chị Quốc Anh á, tính rất là kỹ. Quốc Anh mới bảo là chị phải buộc như thế nào, phải cho chặt cho nó cân bằng. Bây giờ mình đi mà rất là sao. Còn em Ly thì chị nghĩ đơn giản là mình lùa hết vào những cái lỗ, thì gặp nó dính vào với nhau thì mình bỏ lên mình gánh thôi. Rồi chứ còn cột thôi đúng không? Cái gì phải chéo sang ngang, chéo sang bên này. Rồi cột lại thôi đúng không? Vâng. Trời này mát ha. Rồi, bye bye. Cốp, đi. Cốp. Đi, đi, đi. Đúng không? Đây, cờ đây rồi. Nó sẽ để gạch ở đây. Yêu quái. Yêu quái chắc không phải là người nữa thôi. Mật thư. Mật thư. Đội chơi phải di chuyển bằng taxi tới bến tàu cảng Bến Đoan. Tại đây đội chơi phải tìm người lái tàu có dấu hiệu của chương trình nhận mật thư tiếp theo. Chúng ta sẽ đi thôi. Cho em ra bên cho anh nhé. À, hello anh. Wow. Mật thư. Thế nào cũng được. Em thấy sếp như vừa rồi người ta sếp là đẹp á. Cái nào thấy chắc chắn thì đem lên. Thưa thầy, bây giờ đoạn đi với kênh. Mới 13 cái. Sao anh đếm ở gì vậy? Ở dưới 6. Ừ, 6, sau trên 4. 4. Ừ. Trên này 2, trên này 1. Thế là thiếu. Mấy cái? Mới 13 cái. Mật thư bao nhiêu cái? 15 cái. Một đĩa đủ cho 15 cái á? Không, đĩa không có đủ đâu. Đi đi, anh đi ba lô theo, anh đi theo kịp. Em nghĩ là mình nên để lại. Tại vì ít chút sau gì mình cũng phải dòng lại đây. Để lại cho chắc ăn chứ em sợ cầm cửa vậy á. Hoan, cứ cầm như vậy luôn đi. Ờ, trước sau gì cũng phải đi hai đường. Tại vì nếu mà làm một phát một 15 miếng ấy, thì thứ nhất nó sẽ không giống y như mẫu. Thứ hai á, lỡ đi trên đường xong rồi bị chợt chân hay là té thì nọ các kiểu á, thì gớt miếng đậu hũ coi như là đi tông. Tí nữa nếu mình không xếp đủ á, mình thế nào mình cũng phải dòng lại. Mà dòng lại á, thì mình cầm ít cho nó chắc ăn. Chứ bây giờ mà cầm nhiều xong đi nó. Ok, ok, được rồi. Em Mai đang có cảm giác bị an toàn quá. Thì mình cũng thông cảm cho em Mai vì cái vụ mà cái đổ vỡ của cái đá đó. Cho nên mình cũng theo ý em Mai luôn để cho em Mai có cảm giác an toàn và tin tưởng mình không sao. Tại giùm em ba lô đi. Em có khéo không? Em có leo trèo được không? Thì khi nào có thấy cái gì đó đó khó thì em la làng lên. Không thôi thì anh cầm đi, anh nhắm anh cầm được không? Có gì em cầm được. Cầm được thì cầm được đấy, em nghĩ với em thôi. Những cái nào mà anh treo chạy không được thì... Em ơi, ôi, dốc đó nó không dài nhưng mà nó đứng và nó có rất nhiều đá. Thì mình phải đi từ từ để mình né không cho cái viên gạch nó va vào đá. Thì đi một hồi của anh mệt quá thì chị Ly ơi, cứu em. Đừng đi bộ, đừng. Nè. Nói. Nhìn. Hai tay. Đây không. Nắm vào cái này. Bên kia không thế. Bên này có. Đợi xíu. Chị đi trước sao đâu. Đổi ba lô thì em đi gánh lên. Thì gánh nó cũng nặng chứ không đùa. Buông. Em làm vậy chị sẽ khó chịu hơn. Muốn ngồi bên đi. Thôi. Sao cho phụ nữ bê vậy? Không. Power Woman mới như thế này. Nha. Nha. Đợi cho chị. Rồi, đợi. Mật thư. Trời miếng mỏi, cái này không mềm đâu chị ạ. À? Không mềm đâu. Vô đây. Đấy, chị xếp đi. Mày này mới làm vuông mất thôi. Rồi, phải thay xếp ở xong dưới nền chút đã. Có này, kiểm tra cái này.
đi ngó rêu nhá, nhắm đất liền mà đi. Ba lô đặng cái gì mà đợi nặng thế không biết. Để bằng bằng cái chân rớt. Đây là tổng cộng 10 cái. 10 cái và thiếu 5 cái nữa. Đội đỏ sẽ xuống lấy thêm 5 cái nữa. Chỗ anh trơn nha. Này, cầm đi. Cầm đĩa đi, quốc lên rồi xong cầm lại. Đi xuống cái lần thứ hai lấy đầu phụ thì bị đội Kỳ Duyên chưa? Chính vì cái lý do đó mà để đội Cam vượt mặt về vị trí. Bỏ lại cho mình một bậc. Rồi mấy đội kia thì nó đỡ áp lực hơn vì nó đang dẫn vào, nó đang trong những cái tốc an toàn. Và để nó có thời gian để tụi nó đi thư thả thì sẽ ít nguy hiểm hơn, tinh thần thoải mái hơn, được nghỉ ngơi, relax trên con đường đó, cứ từ từ mới tiến. Còn mình là phải bứt phá. Đừng có phải là vì cái gì hết mà đương đầu lên kiểu bất chấp vậy đó. Em nhắm em làm được mà. Ừ, nhắm làm được rồi lỡ không làm được sao? Bây giờ làm gì làm được, cái gì em nhắm có gì em làm được đâu. Cái gì nó cũng không thể chắc chắn hết 100% hết. Cuộc sống này cái gì cũng thể xảy ra. Giống như cái kết quả ngày hôm nay của chúng ta nè. Cho nên bây giờ chúng ta đang ở một vị trí khá an toàn. Cho nên hãy chắc chắn những bước đi của mình hơn. Ủa? Lại quay rồi, Gió nó cứ như này. Ôi, thiên đường ở đây. Mà thôi, mà thôi. Các mang gì à? Mật thư. Thấy đội đen xa hơn đội vàng. Nếu như mà mình dừng sớm thì may ra là phạt được ít thời gian hơn đội đen. Đừng. Xong mày đưa ra một cái quyết định là bỏ cuộc trong cái thử thách đầu tiên để có thể nhận được cái ưu tiên là mình ít nhất là cũng đi trước đi đội đen. Đội đen. Thì mấy quân cứ tụng là cho thuyền sát vào bờ, kéo thuyền theo men cái đường sông. Kéo thì vô tình ở dưới đá rất là sắc và Thiên bị cứa rất là nhiều cái vào lòng bàn chân. Và đưa thuyền ra tới gần đấy để tiếp tục đi thì gió lại thổi và cứ như thế. Nói chung là bế tắc. Đội đen chấp nhận bỏ cuộc và chịu phạt ạ. Gió quá lớn nhưng không thể nào mà còn sức để trong một ngày dài rất nhiều thử thách ạ. Chưa được vàng à? Sao mình 20 phút. 20 phút cũng là vấn đề đấy.